ta biết rằng là cô Huệ là người tiễn bác đi cách đây 106 năm, khi bác 21 tuổi, ở bến cảng Nhà Rồng, một cuộc đi dài 30 năm, lúc đi 21 tuổi, lúc để về đến Bắc Bó Cao Bằng đã 51 tuổi rồi, 30 năm, tuổi xuân đã qua đi rồi. Thì cái cuộc đi ở bến cảng Nhà Rồng đấy là gắn liền bác với cô Huệ. Cô Huệ với bác thật ra không có gì xa lạ, coi nhau như anh em, như bạn bè vậy, bạn học. Hai người cùng học một thầy, thầy ấy lại là bố của bác, dạy chữ Hán mà, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, rất là thâm thúy, uyên bác, dạy cho cả hai anh em. Mà cô Huệ là người con gái nết na, hiền thảo, rất giống mẹ bác là bà Hoàng Thị Loan. Cho nên có một tình cảm đặc biệt của gia đình bác với cô Huệ. Cô Huệ cũng là con nhà quan, bác cũng là con nhà quan, như thế là môn đăng hộ đối đấy chứ. Rồi sau này là thăng trầm, trồi sụt đi, đều nghèo nàn cả, phiêu bạt khắp mọi nơi và vào tận trong Nam. Cô Huệ là người tiễn bác đi ở bến cảng Nhà Rồng, cứ cầm tay bác mà khóc. Lúc bây giờ bác có tên là Văn Ba. Văn Ba tức là cái người đàn ông Nam Bộ, gọi một cách giản dị, tên bác trong cái thẻ làm công lĩnh lương trên tàu biển ấy, vẫn còn cả đấy nhé. Văn Ba theo nghĩa tiếng, nghĩa văn hóa đấy, nghĩa bóng đấy, nó là một làn sóng văn hóa. Văn là nhân văn, là văn hóa. Ba là sóng, ba động, những sóng động của cuộc đời. Bác không đi về phương Đông, không đi về Nhật Bản như các bậc cha chú của mình, như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, mà bác đi về phương Tây, đến tận Pháp, đến tận sao huyệt của kẻ thù, để nghiên cứu về nó và tìm ra con đường chống lại nó, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân. Cho nên phương Tây thực dân ấy, nó ghi bác trong hồ sơ mật là gì? Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật nguy hiểm. Nguy hiểm vì lật đổ nó thì nó coi là nguy hiểm thôi. Nó còn điện về cho toàn quyền ở Đông Dương, ở Hà Nội, thậm chí cho cả viên đốc lý ở Vinh, tức là quê bác, là tìm lai lịch người mang tên Nguyễn Ái Quốc là ai, gia đình như thế nào. Đấy. Bác đi đâu nó theo đấy, nó theo dõi suốt ngày đêm. Bác đọc tác phẩm của Rousseau nó còn biết cơ mà. Bác dịch Khế ước Xã hội, bác dịch Tam quyền phân lập của Montesquieu nó còn biết cơ mà. Nó theo dõi từng đường đi nước bước của bác một. Mà bác mưu trí, mưu lược vượt qua vòng vây kẻ thù một cách rất là xuất sắc. Cho nên bác có một thói quen là dùng tên bí mật là thế, và rất bí mật là thế. Và bây giờ chỗ đó đấy cũng thành huyền thoại của đời bác. Thế thì với cô Huệ, ta trở lại câu chuyện Nhà Rồng cách đây 106 năm. Cô Huệ hỏi bác một câu là: anh Ba có dặn thêm em điều gì nữa không? Bác trả lời thế nào? Chuyến đi này rất xa và rất lâu, không hẹn trước được ngày về, cho nên tôi không nỡ làm khổ Út Huệ. Tôi chỉ cầu mong Út Huệ được bình yên, mạnh giỏi mà thôi, rồi sẽ có hạnh phúc. Tức là không có ràng buộc gì cả, mối tình mới chớm nở trong tim đã hy sinh ngay. Cô Huệ càng khóc, cứ cầm chặt tay bác mà nói. Mà cô nói một câu thôi, tại sao nó lại vận vào đúng số phận của cả hai người. Tiễn bác đi mà cô Huệ lại khóc mà nói: nếu còn sống mà trở về thì hãy cố mà tìm nhau. Cả cuộc đời hai người tìm nhau đấy. Và cô Huệ không có lấy ai cả, tuổi xuân qua đi. Và cuối cùng trong tim chỉ có một người thôi, Nguyễn Tất Thành. Đấy. Đặc biệt nữa, trong cái phút mà còi tàu thì rục rã, bác chia tay cô Huệ, bác còn đặt trên trong lòng bàn tay cô Huệ một cái gói nhỏ, ta gọi là kỷ vật. Nó là một miếng lụa nhỏ màu hồng, mở ra là một chiếc lược chải tóc. Chiếc lược này chính là của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vào Huế thi hương thi hội, đã mua ở Huế đấy để tặng cho vợ mình, đó là bà Hoàng Thị Loan, mẹ bác, để chải tóc. Mẹ bác có một mái tóc dài như suối, bà phải đứng trên ghế mới chải tóc được cơ mà, rồi búi tó lại.
bà là dệt vải, dệt lụa, nuôi chồng, nuôi con. Thế mà bây giờ mẹ bác thì mất từ năm 1901, lúc bác 10 tuổi. 10 năm sau bác mới ra đi tìm đường cứu nước, 21 tuổi 1911. Mà bác gìn giữ kỷ vật như vậy, bây giờ bác trao lại cho người yêu. Bác nói thế nào? Chiếc lược này khi còn sống mẹ đã từng chải tóc. Bây giờ mẹ mất rồi, anh lại đi xa, anh trao lại nó cho em. Thì ta xem còn có cái mối tình nào mà thánh thiện đến như thế nữa, thuần túy tinh thần thôi. Cô Huệ đã từng chải tóc trên chiếc lược đó. Đến khi quyết định xuống tóc đi tu, nương nhờ cửa Phật, thì cô cứ cầm chiếc lược mà rưng rưng nước mắt. Đấy, mối tình của bác với cô Huệ chỉ có thế thôi, hoàn toàn chỉ có thế thôi, tức là mối tình tinh thần. Các bạn ra thăm bác, vào lăng viếng bác, đừng quên một chi tiết. Hãy nhìn vào vườn hoa của bác. Bác tự trồng một khóm hoa hồng và bác cũng chăm sóc ân cần một khóm hoa Huệ. Tên loài hoa thánh thiện này lại trùng với tên của một người con gái, Lê Thị Huệ. Đấy. Và đấy là mối tình trong tim bác. Cái câu trả lời của bác với nữ nhà văn Pháp Madeleine Riffaut mà ta vô tình không để ý, có biết đâu rằng đấy là bác nói về cô Huệ đấy. Madeleine Riffaut là một nhà văn Pháp, một người bạn yêu mến Việt Nam. Bà ấy yêu say đắm một nhà văn Việt Nam tài hoa là ông Nguyễn Đình Thi. Nhưng mà hoàn cảnh chiến tranh như thế, lịch sử nó éo le, không lấy nhau được. Thế là đau đớn lắm, mà lại nhận bác là cha đỡ đầu rồi. Cho nên đến gặp cha, xin cha một lời khuyên. Bác trả lời thế nào? Bác hiểu nỗi lòng của các cháu. Hãy gìn giữ trong tim thôi, coi như một kỷ niệm đẹp về tinh thần. Cũng như bác, suốt đời bác mang trong tim hình ảnh một người con gái. Đấy là bác nói về cô Huệ mà ta ít để ý, ta không biết. Đặc biệt nữa này, tại sao mà trong lúc lâm chung sắp vĩnh biệt chúng ta, bác minh mẫn tỉnh táo đến mức bác dặn là cho bác một ngụm nước dừa. Có phải bác uống đâu. Nước dừa là biểu tượng của miền Nam. Thế mà ông Vũ Kỳ là người thư ký suốt đời bác, hiểu bác đến từng chân tơ kẽ tóc. Trong khi các thầy thuốc thì cứ băn khoăn không muốn để bác uống nước dừa vì nó sợ tràn dịch màng phổi mà. Bác bị bệnh phổi trở lại đấy nhé. Bác bỏ thuốc lá là thế. Và ông Vũ Kỳ ông hét lên. Ông bảo bác đi đến nơi rồi. Làm được gì cho bác phải làm thật nhanh lên, không thì không kịp nữa đâu. Thế là coi đó là mệnh lệnh. Các chiến sĩ cảnh vệ mới chạy ùa ra phía sau nhà sàn, đến đúng hai cây dừa Nam Bắc mà do đích thân bác chăm bón từ trước đã có quả. Cái cây dừa miền Bắc là của Sơn La, cái cây dừa của miền Nam là từ cái mầm dừa Bến Tre gửi ra, bác chăm sóc đã có quả. Lấy được hai quả dừa của hai miền Nam Bắc được lưng cốc nước, mang vào thì quá muộn, không kịp nữa, bác đi mất rồi. Cho nên đau đớn quá gọi bác khóc nhòa lệ, lấy chiếc thìa nhỏ múc nước dừa đặt ướt môi bác. Như có ý nước dừa của miền Nam, của Việt Nam, trong đó có tình yêu của cô Huệ tiễn bác đi thôi, chứ bác có còn uống được nữa đâu. Những chi tiết đó nằm trong hệ thống những thông tin mới mà bây giờ chúng ta mới biết đấy nhé. Và nó gắn với cái tác phẩm Nhật ký trong tù là quốc bảo là thế đấy. Đặc biệt nữa này, nó có liên quan đến cái câu chuyện là sau giải phóng miền Nam, có một người Việt Nam duy nhất tìm cô Huệ và đã tìm được. Đã tìm được nhưng cô lại không tiếp. Người ấy là ai các đồng chí? Người ấy chính là nhà văn Sơn Tùng. Sau giải phóng miền Nam 75, ông ấy vào tận miền Nam chắp mối các địa chỉ lại, tìm đúng được cô Huệ. Tại sao lại tìm được? Vì nhà văn Sơn Tùng có một cái điểm đặc biệt lợi thế này. Quê cùng với quê bác. Bác ở Nam Đàn, nhà văn Sơn Tùng ở Diễn Châu.
mà nhà văn Sơn Tùng đã từng được anh trai bác, chị gái bác kể cho nghe bao nhiêu chuyện về cuộc đời của gia đình bác và thời thơ ấu của bác, chứ ông biết nhiều tư liệu quý lắm đấy. Hai nữa là ở trong thời kháng chiến chống Pháp đấy, ông ấy là nhà báo, báo Thanh Niên, và đã từng đi mặt trận lấy tin và viết tin, lại có dịp được chụp ảnh cùng với bác ở mặt trận nữa. Thế mà lần này lặn lội vào miền Nam tìm bằng được cô Huệ thì cô lại không tiếp. Nhất khoát cô không tiếp. Đã đi tu thì không tiếp ai ở ngoài đời nữa. Xa lánh trần thế, nương nhờ cửa Phật. Nhà văn phải nói hết lời, cuối cùng dơ cái tấm ảnh chụp với bác Hồ ở Việt Bắc cho cô xem thì cô khóc. Thế và đã tin nhau rồi thì cô kể. Cô kể mà chúng ta biết một cái câu nói cao thượng của cô thế này nhỉ. Sở dĩ tôi từ chối không tiếp ai cả, kể cả ông. Ông đấy tức là Sơn Tùng đấy. Vì tôi không muốn để người đời hiểu lầm tôi là núp dưới bóng vĩ đại của cụ Hồ. Nói như thế là người rất là có lòng tự trọng. Trước đây là anh em, là bè bạn, là người yêu của nhau. Bây giờ bác là vĩ đại như thế rồi. Cũng muốn lùi ra một khoảng cách chứ. Người như thế là người có lòng tự trọng. Ta càng phải kính trọng cô. Còn cô giải thích là còn bây giờ đã tin nhau thì tôi kể hết để các ông nghe. Và những câu chuyện kể ít ỏi này vô cùng quý giá. Và cô lại giao hẹn là nhưng tôi cấm các ông đưa tin tức về tôi trên báo chí. Chừng nào tôi còn sống. Nhà văn phải hứa, phải thề đấy. Và đến khi cô mất rồi mới bắt tay vào khởi sự búp sen xanh là thế đấy. Mà bây giờ thì Sơn Tùng nằm đó hôn mê, 7 năm nay chưa đi được. Thế là ý định viết tác phẩm cuối cùng về bác, Bông Huệ Trắng đành bỏ dở. Trên bàn làm việc của nhà văn ngổn ngang bàn thảo. Các bạn có về Hà Nội đến thăm nhé, ở ngõ chợ Văn Chương Khâm Thiên ấy, sống trong một căn phòng chật chội có 8 mét vuông đó. Mà ta cứ hình dung những cái mùa nắng như vừa rồi thì sống khổ thế nào. Mà khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng quyết định tặng nhà văn cả một căn hộ thì nhà văn lại từ chối. Cao quý thế đấy. Nhà văn nói là tôi xin ghi nhận tấm lòng vàng của Thủ tướng, chứ còn cho phép tôi được từ chối. Tôi mà nhận căn hộ thì mang tiếng cho Thủ tướng là thiên vị tôi, mà cũng mang tiếng luôn cho cả tôi là viết về bác để lấy căn hộ. Người ta có lòng tự trọng thế chứ các đồng chí. Trong đời còn biết bao nhiêu nhân cách cao quý, đáng phải học lắm đấy các đồng chí nhé. Nhân chuyện nói về bác, học về đạo đức phong cách của bác. Thì có chuyện như thế. Thế thì ông Sơn Tùng được cô Huệ kể cho nghe mọi chuyện. Ta mới biết được là cô Huệ đã dẫn bà Thanh, chị bác vào tận Cao Lãnh Đồng Tháp để tìm mộ cha. Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ấy, là mất vào năm 1929, tức là lúc bác đang ở nước ngoài thành lập đảng. Mà lúc cụ mất là cô đơn, không có một người thân bên cạnh. Chỉ có dân làng coi cụ là ân nhân làm tang cho cụ. Vì cụ đã bỏ hết mũ áo triều đình, không còn làm quan nữa, về dạy học, bốc thuốc, chữa bệnh cho dân, ở với dân, dân làm tang cho cụ ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Thế là cô Huệ đã dẫn bà Thanh đến đó. Đến nơi thì muộn quá, tang lễ xong rồi. Chỉ còn mỗi một việc đi tìm mộ cha, thắp hương cho cha, khóc cho thân phận mình và cho cả hai em trai. Em trai tức là ông cả Khiêm và bác nữa. Đấy. Đấy là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là cô Huệ hỏi nhà văn Sơn Tùng một câu như thế này. Ông ở với cụ Hồ lâu như thế, có bao giờ ông thấy cụ nói về tình yêu và nhắc đến tôi không? Đi tu rồi đấy các đồng chí nhé. Mà hỏi như thế, đủ hiểu mối tình này sâu sắc đến như thế nào, không dứt ra được. Chuyện Kiều của Nguyễn Du, một trong câu hay nhất là dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng. Mối tình đầu là không thể dứt được. Nó như cái cuộn sen mà bẻ ra cái tơ sen nó thế này, không bao giờ dứt cả. Nhà văn thì lại sợ cô đau khổ, không dám kể hết. Và chỉ nói một câu rất chung thôi, là thưa cô,
thưa O đấy, bác Hồ thương O nhiều lắm. Lúc nào bác cũng đặt tay lên ngực nói, miền Nam trong trái tim tôi, trong trái tim mênh mông của bác có chỗ cho tất cả mọi người, nhất là O ở trong đó. Nói thế thì đúng quá rồi, đúng không? Đúng cho tất cả mọi người, đúng cho cô và đúng cho chúng ta. Nhưng mà đấy là một câu trả lời có tính chất chính trị thế thôi. Cô Huệ lắc đầu nhỉ? Cô Huệ nói thế này này, không, ông không hiểu ý tôi. Ý tôi là cụ Hồ có nhắc đến tôi không cơ. Thì ta mới càng thấy đúng là một con người và đúng là một mối tình cảm động lắm. Và lúc đến đấy thì nhà văn Sơn Tùng mới kể cho cô nghe là bác Hồ hỏi ai. Các đồng chí có biết bác Hồ hỏi ai không? Bác không hỏi chúng ta đâu, những người bình thường này. Bác hỏi những người có trọng trách lớn trong đảng. Bác hỏi ông Ung Văn Khiêm nhé, đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao một thời, đã từng là trưởng ban đối ngoại Trung ương. Bác hỏi ông Bùi Công Trừng là Ủy viên Trung ương Đảng. Bác hỏi là các chú có biết tin tức gì về cô Huệ không? Thì nói cho bác nghe, đừng có giấu bác. Thế cơ mà. Thế là bác cũng trằn trọc vì chuyện cô Huệ chứ. Ta chỉ kể cho bác một câu dè dặt mà bác hỏi mới kể, chứ nếu bác không hỏi cũng không bao giờ ta kể. Ta nói là thưa bác, cũng không biết gì nhiều lắm đâu. Nhưng có một điều chắc chắn là cô Huệ đã đi tu rồi bác ạ. Thế là bác khóc. Đêm ngủ không ngon giấc, trằn trọc cả đêm. Ông Vũ Kỳ vào phòng bác tắt đèn để bác ngon giấc, vặn nhỏ cái đài ở đầu giường để bác ngon giấc. Đi ra cầu thang nhà sàn không một tiếng động mà bác biết cơ mà. Bác gọi lại, chú Kỳ quay lại cho bác nhờ đã. Vặn lại đài cho bác, bác đang nghe tin, bác đang ngủ đâu. Và cứ để cho bác nghe tiếng đài cả đêm cũng được, như có tiếng người bên cạnh vậy. Thì ta mới thấu hiểu hết nỗi cô đơn của bác là thế nào. Trong đó có chuyện về cô Huệ. Khi nghe kể đến như thế, cô Huệ càng khóc và biết rằng đấy chính là điều an ủi lớn nhất đối với cô. Cho nên nhà văn Sơn Tùng hỏi tiếp một câu là, thưa O, vì sao những năm tháng tuổi trẻ O không lập gia đình? Thì cô Huệ khóc và cô làm một cử chỉ giống hệt bác. Cô đặt tay lên ngực nơi có trái tim, cô nói một câu thế này này, trong tim tôi chỉ có một Tất Thành mà thôi. Tất Thành tức là bác đấy. Không gặp được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Và cuối cùng thì cô vào chùa thật. Cô đi tu. Các bạn hãy ghi nhớ cái địa danh này để đi tìm cô nhé. Cô mất ở đâu? Và cô đi tu ở đâu? Chúng ta đi vào miền Nam, qua thành phố Sài Gòn, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh, đi tiếp 100 cây nữa đến Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhất là dừng chân ở mảnh đất Bà Rịa, vì Vũng Tàu bây giờ là thành phố du lịch thôi. Bà Rịa là nơi mà cô Huệ đã sống ở đó và đi tu. Trên núi Thị Vải, trên núi có một ngôi chùa nhỏ tên là Chùa Thị Vải. Và bên cạnh bây giờ là Cảng Thị Vải. Cô đã nương nhờ cửa Phật đi tu ở đó, mặc áo nâu sồng nhà Phật, ra khỏi cái đời sống trần thế hàng ngày để tĩnh tâm. Rồi cô mất. Mà đến tận năm 1980 cô mới mất. Tức là mất sau bác 11 năm. Như tất cả những chi tiết ta về bác Hồ, về cô Huệ ta dừng ở đây và ta chỉ có đến thế thôi. Ta tiếc một điều là vì chính cái lỗi của chúng ta cứ coi bác là thần thánh, cho nên không bao giờ ta kể cho nhau nghe, nói cho nhau nó hết nhẽ. Bây giờ nhờ không khí đổi mới ta mới nói được. Chứ còn nếu như biết sớm hơn thì chắc chắn ta biết được nhiều tư liệu quý lắm đấy các đồng chí nhé. Đấy. Thì nhật ký trong tù, cái bài cuối cùng liên quan đến cô Huệ là thế. Vậy là thế.